Rồi, nhập về một lô máy nghĩa địa nữa cho cô chú anh chị mình nha. Bà con ai có nhu cầu thì liên hệ. Dạ, vừa mới đắp bãi luôn. Đây em lên quay trước cho bà con mình. Hiện tại thì có Yanma 4GH turbo nè, em thấy góc bên này nè. Lên cái đi. Yanma 3BH lồng 95 ly. Nissan FD6. 6 đời 14 Mitsubishi. 6 đời 14. 4GH nữa nè bà con. 4GH turbo này chắc 50 ngựa rồi. Này là Yanma 3BH nè. Rồi để vào trong kiểm tra chi tiết. Rồi rửa ráy bắt đầu em quay cho bà con mình. Giá đợt này về rẻ nha cô chú anh chị nha. Bà con ai nhu cầu liên hệ. Rồi mời bà con xem clip. À, 6 đời 14 luôn nè. Máy thủy nha. Turbo xương gió luôn. Có hộp số luôn. Rồi mời bà con. Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay em cập nhật tình hình ở bãi máy cho cô chú anh chị mình. Vừa ý con nào thì báo với em nha. Máy hôm nay về rất là nhiều. À, GH nè. Hitsu nè. 4CH, 4 xúc bắp nè. 4 cò. Đời 160 ngựa. Mấy hôm nay cô chú anh chị mình hỏi em máy gì nè. Đó, rất là nhiều máy. S6F nè. S6F cao tốc nè. Rất là nhiều máy nha. À, Isuzu C240 luôn. Hôm nay em sẽ cập nhật rất là nhiều. Yamaha 3 nghĩa địa. Rồi, Nissan. FD6. Nissan FD6 thuộc bô xương gió có luôn nha các chú anh chị. Đây. Sáng hôm nay cập nhật cho bà con. Vừa ý bé nào thì liên hệ em. Hôm nay con còn giá rẻ 28 triệu. 4GH. Hôm trước cô chú anh chị mình hỏi em có nè. 28 triệu thôi nha. Mới vừa rửa ráy. Cạo bớt cái sơn nè. Đó, còn cái chất như vậy em quay luôn trực tiếp cho bà con. Đời này 50 ngựa nha. Mời bà con xem clip. Hôm nay em lên một vài con máy nhỏ trước rồi máy lớn sau. Con này là bà con mình hỏi em về cái con Yanma 4GH giá rẻ thì hôm nay có đây nghĩa địa nha. Con này thì nó bong tróc ra ngoài hơi nhiều vậy nhưng mà bên trong nó đẹp lắm. Đây 28 triệu nha bà con. Đây cam cò còn đẹp luôn. Con này 57 vậy cho nên nó bị bong cái nước sơn ra ngoài. 28 triệu là bao sơn cho bà con mình luôn nha. Con này máy nghĩa địa cốt ếch hơi chuẩn. 4 máy bếp kim 1, 2, 3, 4. Nó bị bong cái nước sơn ra. Hiện tại đang tẩy ra. Để nguyên như vậy luôn quay cho bà con mình coi. Rồi sau khi ấy xong thì em sẽ sơn phết lại cho cô chú anh chị mình dễ lựa chọn. Đời này là 50 ngựa luôn. 3.500 tua. GH nha. Số máy của em đó nè. 0144 01440. Đây. Số máy được không? Đó. Máy thì có bơm nước zin nè. Đầu nước ngọt nè. Có turbo nha bà con. Đời này là turbo 50 ngựa. Ở ngoài bông chóc thôi chứ trong đẹp lắm. Bơm nước trộn nè. Nước sơn nè. Đầu cốt 28 triệu nha cô chú anh chị. Bao sơn luôn. Vàng heo dầu của em nó đây. Đó, còn long lanh. Có vài vị trí nó bong tróc nhiều vậy cho nên là con này bán giá rẻ cực kỳ cho bà con. Dễ lựa chọn nha. Đây. Nó bị bong tróc vậy thôi bà con. Coi như phần này là sơn lại cho cô chú anh chị mình. Nhưng mà em quay trước cái phần ban đầu cho cô chú anh chị để dễ lựa chọn. Và được thêm cái này là giá rẻ. Đây là cần ga nè. Trong đây là cần tắc nha. Đây cần tắc nè. Đó. Đường dầu vô. Này sẽ gắn lên để máy thử. Do cái máy này mới vừa chà rửa xong là quay luôn cho bà con mình. Giá 28 triệu có luôn turbo. Đây là cái turbo nè. Turbo kia thi. Đó. Nhàn bánh trớn cũng còn đẹp bà con. 4GH nha. Sẵn vừa mới rửa ra, vừa cạo sơn thì quay cho bà con mình luôn để dễ lựa chọn. Chỉ 28 triệu thôi, bao sơn phết. Yanma 4GH đời 50 ngựa. 3.500 tua nha. Máy này sơn xong là đẹp cực kỳ nha cô chú anh chị. Rồi bà con mình thấy vừa ý thì liên hệ với em. Hôm nay giá rẻ có rồi nè. 4GH. Bao sơn phết. Nghĩa địa. Bao cốt ếch hơi nắp lóc luôn. Đầu máy không nha bà con. Giá 28 triệu. Dạ, đây là Yanma 3BH em quay cho cô chú anh chị mình. Con này thì trên lắc nó để là 18 ngựa. Nhưng mà thật ra con này chắc tầm khoảng 40 ngựa cô chú anh chị. 40-50 ngựa. Tại vì cái lồng bích tông của nó tới 95 ly lần. Bích tông 95 ly nha. Con này chuyên tải chạy dinh dịch 68. 3 máy. Này. Máy phát tua rất là khủng nha cô chú anh chị nha. Máy này nghĩa địa thì nó có đi mô sạc nè. À, có đầu nước ngọt.
Bơm nước zin nó có luôn nha cô chú anh chị nha. Đây, rau nước ngọt. Bơm nước zin. Bơm nước zin còn luôn. Và đây là cái hộp số của em nó nè. Đây là hộp số nha. Máy nghĩa địa về thì nó bông tróc gì vậy nè. Này. Đó. Dạ máy này bao sơn phết lại cho cô chú anh chị nè. Nếu như cô chú anh chị mình cần khoái sơn phết. Còn không thì em giữ nguyên gì luôn cho bà con mình nha. À, nước sơn zin của nó nè. Nắp bô e còn luôn. Yamaha 3BH595 nha. Đó, còn đủ đồ hết. Con này chỉ có 26 triệu thôi cô chú anh chị. Và đề của con này là đề 12. Đây trên lắc thì nó đóng có 18 ngựa thôi. Thật ra con này nó tầm khoảng 4 mấy ngựa. Đây nha. Chạy dinh dịch 68. Chuyên tải tiết kiệm nha cô chú anh chị. Và dòng nghĩa địa thì bao nắp, lóc, bao cốt ếch cho bà con mình. Dàn hơi con này còn cực kỳ chuẩn luôn. Yamaha 3BH nha. Chỉ 26 triệu thôi. Và con này em làm clip test nổ kịp cho cô chú anh chị mình luôn nè. Sẽ có clip test nổ cho bà con mình luôn. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em nha. Hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long để xem và test máy. Con này có chân máy sẵn luôn nè. Máy thủy động cơ. Giờ về là chạy thôi. Đây nè. Cục đồng cắt nè. Đó. Cực kỳ đẹp nha. Chỉ 26 triệu thôi. Yamaha 3BH. Ba máy bốn máy ngựa bà con. 26 triệu. Rồi mời bà con mình xem clip test ngày hôm nay. Mời cô chú anh chị. Có 26 triệu thôi. Đó, nước sơn đầu của nó đẹp nè. Đó, bánh trớn cũng đẹp luôn. Ở phía sau nó nằm bãi. Vậy cho nên bông tróc hơi nhiều. Nó hơi nước lên đó bà con. Rồi, mời bà con. Dạ, đây là clip test nổ của Yamaha 3BH nha cô chú anh chị nha. Con này đề có 12 V nha cô chú anh chị. Một bình 12 thôi. Dạ, đời này 95 ly. Tua cũng cao quá. Hộp số nhiêu tua ta, này chắc ba tua mấy quá. Dinh dịch nó đang chạy là 68 nha cô chú anh chị nha. Máy nghĩa địa, nước sơn zin. Chạy cánh 68, con này thì đi mua sạc nó có nè. Hộp số nó có luôn. Đây, hộp số luôn. Đây, nó còn dính của cái đầu cô tin nha bà con. Đồ nghĩa địa thì nó cắt không à. Ờ, yeah. Ok. Chạy dinh dịch 68 nha cô chú anh chị. Ok. Đây là cái bơm nước zin. Đời 12 à, một bình thôi. Tua con này lên cũng khủng khiếp lắm cô chú anh chị. À, máy đi màu sạc, bơm nước zin, đầu nước ngọt có, hộp số có luôn. Chạy cánh 68 nha. 3BH đời 95 ly. Nổ luôn, lên ga luôn. Ba BH nha bà con, 95 ly, 26 triệu đủ đồ, máy nghĩa địa, bao cốt ếch, hơi chuẩn nắp lóc luôn, cực vip cho cô chú anh chị mà. Isuzu CH40 đã qua sử dụng, tình trạng thì con này là cốt có làm một lần,
Dạ dần hơi thì còn được, thấy còn chuẩn hơi nha. 4 máy, 1, 2, 3, 4. Đời này thì nó đã qua sử dụng, nó không có cái đầu nước ngọt, không có ruột. Bơm nước zin nó còn nè. Pin một sạc có, cốt cốt 1. Con này là 40 ngựa, lòng 86 ly. Hộp số Nico 16. Đây, hộp số dầu nha bà con. Đã qua sử dụng nha. Isuzu C240 4 máy, 40 ngựa. Mới vừa về, đây cần ga nè. Đây. Hàng đã qua sử dụng nha bà con. Nhà tình trạng thì cốt có làm lần. Lốc liếc thì thấy còn đẹp đó bà con. Đó. Chưa chà rửa gì hết, quay cho bà con mình luôn. Chỉ hăm mấy triệu thôi. Isuzu C240 nha cô chú anh chị. Đó, dạ đây là cái cần tắt nè. Cần tắt máy nè. Đây là cái phần bô. Tôi ra tới đây. Cái này có vỏ nước ngọt thôi, giờ không có đầu nước ngọt. Giá 27 triệu. Isuzu C240 4 máy luôn cả số. Đã qua sử dụng. Cốt cốt 1. Ai nhu cầu liên hệ nha. Isuzu 4. Nó có hộp số luôn nha bà con. Đó, chưa rửa ráy gì hết, quay cho bà con mình luôn. Sẵn hôm nay cập nhật mấy con em giá rẻ theo cậu cô chú anh chị mình. Hai mấy triệu nha. Isuzu 4, 40 ngựa. Lòng 86 ly. Dạ đây là Yanma 4CH4 cò. Bít tông 1 tấc 5. 4CH nha cô chú anh chị, 4 xúc bắp. Đó. Dạ có mấy chú thường thường nói là 4 cò nè. Dạ tùy vùng gọi thôi. Yanma 4CH nha. Dạ đời này 160 ngựa, 2500 tua, máy nghi địa. Tình trạng thì con máy này em thấy nước sơn thì chưa có sơn phết gì hết. Cô chú anh chị mình muốn nó bóng hơn thì có phủ bóng nha. Dạ, nước sơn về thì có vài vị trí nó bong tróc. Đó, nhưng mà con này thì cực kỳ đẹp. Này nước sơn nó còn sáng lắm. Đầu cốt đây. Con này máy nghĩa địa. Dạ thì có đủ đồ. À, bơm nước zin. Này, đi mua sạc. Đầu nước ngọt có luôn. Đời này là 4 xúc bắp, 4 cò nha cô chú anh chị. Đây. Dạ cái này thì dàn bét của nó đây. Bét nó nhỏ xíu rồi cô chú anh chị. Đây. 4CH nha. Bét nó có tí xíu thôi. Nhưng mà 4CH. Con này thì nó chuyên tải tiết kiệm nha bà con. Dạ dàn heo dầu phía trong nè. Heo dầu thì vài con về nó còn. Nhà vài con nằm bãi lâu quá thì nó bị mục cái chân của heo. Đó, mục cái này nè bà con, giống vậy nè. Bắt đầu nó đứt. Nhà máy nằm bãi. Hay cô chú anh chị mình coi nè, dàn heo dầu con này đẹp lắm. Này, đây là cần ga. Và cần tắt thì ở phía trên này. Dàn heo dầu. Đây, chấm sơn luôn. Chưa có dấu hiệu mở đứt heo nha cô chú anh chị. Đây. Chì cũng còn đây. Ở trên đây thì nó hơi có dấu hiệu nó bị nằm bãi nè. Đây là cái bơm tay. Bơm tay bơm dầu. Dàn heo dầu còn đẹp quá bà con. Máy nghi địa nha. Đây nè. 4CH. Heo này nó có điều tọc ở phía sau luôn. Có đã nha. Máy nghi địa thì bao bà con mình cốt ếch hơi chuẩn. Bao nắp lóc. Và con này là điện 24, đề 24. Cái này là cái xương hàng gió. Đây là tục bô. Xương gió lớn nha cô chú anh chị. Này. 4CH, 4 xúc bắp. Máy nghi địa. Con này hiện tại chủ máy đang kêu là 95 triệu. Và con máy thương lượng trực tiếp tại chợ Đồng Phú Vĩnh Long. Để xem và test máy giúp em. Heo dầu đẹp quá. Đây, hộp số của em nó đang đi IB 60 2.53. IB 60 nha bà con, 2.53. Và đây là cần số nè. Đó. Cần số. Và đây là cái lắc của em nó đây. Yanma 4CH 160 ngựa 2500 tua. Số máy của em nó là 00739. Rồi số đẹp quá. 00739 nha bà con. 160 ngựa của chú anh chị mình hôm trước hỏi em về cái con 4CH này thì hôm nay có cho bà con mình đây. 4CH 4 cò. 2.53 nha bà con, 2,5 tua. Này. Hiện tại là giá 95 triệu, máy nghi địa. Bao nguyên cục cho bà con mình. Nước sơn thì còn đẹp cực kỳ.
Turbo xương gió. Rồi ai có nhu cầu thì liên hệ bé này nha, chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. 4C, 4 cò. Còn đủ đồ hết nha bà con. Lóc liếc thì đẹp lắm. Đây nè, vài vị trí nó bong tróc như vậy nè. Nhưng mà con này là cực kỳ đẹp. Vậy cho nên là không sơn phết gì hết. Cho bà con lên đây coi đánh giá trực tiếp. Sơn không lên luôn. Quá đã. Nè, đầu bơm trộn nè. Rồi, vừa ý thì liên hệ với em nha. Dạ, tiếp theo thì ở đây nhà em còn hai con GH không turbo. Cho những cô chú anh chị nào xài vùng biển á, ngại xài turbo thì ở đây em có đây. À, con này là hộp số 3.13. Đây nha, hộp số IX15. Cần số đây bà con. Này, đây là cần số. Máy đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nước sơn long lanh luôn. Con này là không sơn dầm tốt gì luôn. Máy rất là đẹp. Mà ní câu ở ghe này ngày xưa chắc nó nằm ở ngoài chắc đi câu rồi bà con, còn dính cục chì luôn nè. Máy thì con này đời nó là 45 ngựa, không turbo đời này 45 ngựa nha, 3.500 tua, tiết kim 4 máy nhỏ xíu à. Giờ dàn heo dầu nó đây đó. Đây là dàn heo dầu, tua rất là cao nha bà con. Nước sơn con này là bóng giỡn luôn á, còn cực kỳ rất là đẹp, long lanh luôn. Con này nếu mà có hộp số luôn á như cái này thì giá 50 triệu. Vậy còn bà con mình muốn gắn cao tốc thì gắn hộp số cao tốc cho bà con mình, ở nhà mình có sẵn nha. Lóc liếc còn rất là đẹp nha, nước sơn đẹp luôn. 50 triệu là có hộp số sẵn. Dạ, còn không có hộp số thì tự truyền ra, chẳng hạn như cái đầu máy này rất là đẹp nha. Đây cái dàn bánh trướng sau khi cắt hộp số ra nè bà con, dây cốt nó bóng khủng khiếp luôn, cực kỳ đẹp. Nó dàn bánh trớn đó nè bà con. Nếu mà như thế này thì giá chỉ có 35 triệu thôi. Máy nghĩa địa thì nó đủ đồ hết. Dạ, đi mua sạc, bơm nước zin, đầu nước ngọt. Bao bà con mình cúc ếch hơi chuẩn, bao nắp lóc nha. Hai con này máy cực kỳ đẹp luôn. Dạ, đầu máy không thì giá 35 triệu. 35 triệu nha bà con. Yanma 4GH, đời 45 ngựa không turbo, 3.500 tua. Tua khủng khiếp lắm. Dàn heo dầu là nó lên tên tuổi luôn, kể cả nước sơn. Đó, đem lên phía trước mình quay cái mặt máy cho bà con mình coi. 4GH nha, 35 triệu. Đầu máy không. Dạ, còn hộp số thì bà con mình muốn chạy bao nhiêu tua thì báo với em. Nhà mình hộp số cao tốc đồng tua cũng có rồi. Dạ, cái này cho những anh chạy vỏ composite nè. Composite máy âm rồi này kia, vỏ chạy tôm thì rất là ngon. Máy đẹp long lanh luôn bà con. Các hộp số này nhìn thấy phê luôn. Rồi, nó bảy màu trong luôn. Như cái đĩa CD vậy. Đã lắm, không giỡn à. Cực đẹp nha. Hai bé LH đây nè. Đây, Mitsu M4M là 95 ly nè, 110 ngựa, 3.600 tua, turbo xương gió nè con. Con này chuyên về tốc độ luôn rồi, chạy khủng khiếp lắm. Heo Tết này nha, cực kỳ đã. 4 máy lòng 95, 3.600 tua, Turin luôn bà con. Turin là 3.600, cực đã. Đang đi hộp số Yamaki 3.13, có hộp số luôn nha. Đó, bà con mình ai có nhu cầu sử dụng máy em cao tốc này thì liên hệ với em. Dân ba bờ S15 cũng còn nữa nè. Bờ S15 đời này là 63 ngựa, 2.850 tua. Bờ S15 nha, nghĩa địa, đủ đồ. À, con này em có clip riêng rồi, chuẩn bị có clip test máy riêng cho bà con mình luôn. Ai có nhu cầu thì liên hệ. Tiếp tục nữa là một con máy 6 giá rẻ cho cô chú anh chị mình. Con này là 6DG5. Đây, 6DR5 nha. Con này máy đã qua sử dụng. Dạ, 6 máy. Này, Mitsubishi. Dạ, đời này là nó đang đi hộp số Nico 2.43, Nico 26. Đây, cần số đó bà con. 2.43. 6DG5 lòng 91 năm nha cô chú anh chị. Này, con này thì nó không có đầu nước ngọt, đã qua sử dụng, người ta cắt bỏ rồi. 32 triệu thôi. Con này thì chủ máy nói là mới về,
tình trạng là cúc ếch hơi thì chưa thấy đổ, chỉ 32 triệu thôi nha cô chú anh chị. 6DG5 6 máy, giá rẻ, Nico 26 này, 6 máy. Tình trạng máy là đã qua sử dụng nha. Và đây là cần ga, cần tắt 6D. Ai có nhu cầu thì liên hệ. Đây là cục D nè, đi mua sạc có sẵn cho bà con. Đường dầu vô 6DG5 chỉ 32 triệu nha bà con. Giờ cần thì liên hệ trực tiếp qua chủ. Giờ để coi cái máy này. 6 máy. Đây là Mitsubishi S6F đời 180 ngựa, đời turbo xuyên gió phía sau nha bà con. Máy nghe rìa cực kỳ đẹp luôn. Hiện trạng thì con này về chỉ có cái đầu máy thôi, chưa có hộp số. Bà con mình thích hộp số nào thì gắn hộp số đó vô cho cô chú anh chị mình. Con này lồng 98 liền, 180 ngựa. Đây là tour của em nó là 190 ngựa, 2900 tour. S6F đây, chị còn nha bà con, chị còn nè. Đây là cần ga, cần tắt phía trong đó. Lóc clip thì nó đẹp vậy nè bà con, nước sơn zin luôn nha, quầy không giảm tốt con này luôn, nhà nó đỉnh lắm cho nên mình giữ nguyên lại luôn. Đề 24 ha anh ơi, đề 24 nha cô chú anh chị, nguồn 24 nè, nó mới như cái đĩa luôn bà con. Này là cái bơm nước zin đó, cực kỳ mới, đẹp cực kỳ luôn, bét nhỏ xíu à. 6 máy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy. Đây nha, cam cò bên trong, nước sơn mà con mình coi nè, đầu nước ngọt nè, nước sơn còn long lanh luôn. Ây da, cam cò bên trong nè, vàng tươi nha bà con. 6 máy, máy nghe địa thì bao cúc ếch, bao hơi chuẩn, nắp lóc luôn, đầu bô đẹp nè, đầu bô cực kỳ luôn, sạch trơn nha, đài turbo, turbo lớn, và sườn gió, dàn bên này, lóc lít, máy đẹp quá bà con, dàn nước sơn của nó nè, Mitsubishi, rất là đẹp nha, và ai có nhu cầu thì liên hệ, máy long lanh chi tiết. Dây điện dây đài thì còn tựa lưa hộp dưa luôn nè. Dạ dần bánh trớn nè, sáng trưng nè bà con ơi, máy này đẹp lắm, ốc tán vàng nín luôn, cực đã nha, Mitsubishi S6F đó. Bà con ai có nhu cầu liên hệ và chuẩn bị là clip cách nổ cho cô chú anh chị mình coi về cái con Mitsubishi S6F này, 180 ngựa cao tốc nha bà con. Con này lùng đòn lắm, dưới lên tầm khoảng 5 tấc mấy, 6 tấc thôi, lòng 98 ly rồi, máy cực đẹp luôn, turbo xuyên gió gọn nhẹ bạo lực. Rồi mời bà con, nhà đây là Yamaha 3, đây là 42 ngựa, 3100 tua, 8382 25, số máy của em nói nha. À, con này thì nghĩa địa về và không giảm tốt gì nha bà con, còn bơm nước zin nè, đi mô sạc nè, đầu nước ngọt có nè. Đời này là đời bếp kim 3 máy, 3 máy bếp kim. Nhà con này chỉ có 36 triệu thôi, nó có hộp số luôn. Rất đẹp, chú gì. Trời đất ơi, cam cò đẹp lắm nha cô chú anh chị. Con này để em coi có hộp số đi bao nhiêu tour. Yamaha 3, Yamaha 3 đời có turbo mình cũng có nè, không turbo có luôn. Nói bà con mình thích xài cái dòng nào thì báo cho em nha. Đây hộp số, hộp số 2.95 bà con, 3 tua. Nhà đây, cần số của em đó nè. Nhà con này 36 triệu nha cô chú anh chị, có luôn hộp số luôn, 2.95 Yamaha 3. Coi coi, chị con này cũng còn nha bà con. Con này nằm bãi mà nó đẹp. Yamaha 3 bãi. Đó, bà con mình ai cần thì liên hệ. Còn con này thì nó có điều tốc heo dầu, máy này nó cao ngựa ha, đời này turbo xuyên gió, cần ga nè bà con.
Đây, cái điều tóc này. Con này ba máy bếp kim, tục bô nha. Không quả tả nè. Đó. Đây là cảnh tắc. Cẩu lên cẩu xuống nó bị cong cái này. Đây em coi cái đời này là ở đây 71 ngựa. 3050 tua, đời này 71 ngựa nha bà con. Hình như con này 74 nè. À con này 67 ngựa. Bà con mình vừa ý bé nào thì liên hệ với em. Bé này nó luôn cả hộp số, nó dính được chút xíu tấp lô vô đây. Thì giá 36. Rất là đẹp nha. Nhìn cò đẹp quá bà con. Long lanh luôn. Đó, máy móc thì nhà còn rất là nhiều. Dạ bà con vừa ý con nào thì liên hệ nha. Đó. Quá đã luôn. Mitsubishi nữa nè. Isuzu tắc lẻ 2 nè. Nhiều máy cho bà con lựa chọn lắm. LH, LM có luôn. M4M có. Rồi S4F có luôn. Này. S4F nghĩa địa. Bé có chút xíu bà con. Dòng này tiết kiệm lắm nè. Chị còn luôn. Chị phía sau đây nó mục nó mất rồi. Đó, chị ra thì còn nè. Đây nè bà con. Nằm bãi thì có vài vị trí nằm bãi lâu quá nó bị đi nè. Đó. Vậy cho nên có một vài con máy về nó còn chì. Vài con máy nó còn dính là như này. Đó. Ai cần thì liên hệ nha. Đời này 4 máy là 198 ly. Con này là 100 ngựa 2900 tua. Con này 100 ngựa 2900 nha. Tiết kiệm. 4 máy. Bơm nước zin có. À, đi mua sạc. Đầu nước ngọt có luôn. Có đủ hết cho bà con mình. Con em coi con này có hộp số. Rồi con này có hộp số luôn bà con. Hộp số dính theo máy luôn. Này. Tục bô xương gió nha. Đây là cái tục bô nè. Đời con này là 70 triệu. Đó, ai có nhu cầu thì liên hệ. Yamaha Hino còn 2 cái. Con 55, con 50. Con này 55 triệu nè. EH700. Con này là EH100. Con này 50 triệu. Con này đẹp long lanh luôn. Nước sơn nó lạnh lùng. Cực kỳ đẹp nha bà con. Yamaha Hino. Đây cái này. Con này là EH700. Đó. Vừa ý bé nào thì liên hệ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào năm giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Tạm biệt. Bye bye ạ.